Sốt về chè Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Sốt về chè Radio. Ở góc phải bên này, một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ Sốt bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất Sốt Văn Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em Văn Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, thì em sẽ có một sản phẩm giá vô cùng tốt để giao lưu với quý vị và các bạn để mở hàng đầu tháng, và cũng kính chúc quý vị và bạn có một tháng làm việc thật là hiệu quả, thật là thành công. Và video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới quý vị và bạn chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Marantz, Marantz CD16D. Chữ D ở cuối của cái CD này viết tắt cho từ Digital, tức là cái dòng đầu đĩa model 16D này hoặc là 17D nó có thể đọc được giải mã digital từ các thiết bị kỹ thuật số như là TV Smart hoặc là các đầu HD, các dòng book trên thị trường hoặc là các nguồn tín hiệu kỹ thuật số optical hoặc coaxial. Và dòng đầu CD này thì quý vị và bạn cần có điều khiển từ xa đi kèm theo máy thì quý vị và bạn sẽ sử dụng được chiếc DA ở trên dòng đầu CD tích hợp giải mã này. Chúng ta sẽ có một cái chất lượng giải mã vô cùng tốt với hai chip giải mã là TDA1547 ở trên dòng đầu CD Marantz 16D này. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu tới quý vị và bạn chiếc điều khiển từ xa đi kèm theo máy. Đó, thì ở phía trên quý vị và bạn có thể thấy được tính năng đọc CD Digital 1 hoặc Digital 2 tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị và bạn là Optical hoặc Coaxial. Và ở phía dưới chúng ta sẽ thấy mã model là RC16D. Đó, CD ở phía dưới. Đó, điều khiển zin đi kèm theo máy cũng như dây nguồn. Và chiếc đầu này hình thức đang còn khá là đẹp. Em giao lưu với quý vị và bạn, bình thường chiếc đầu CD Marantz 16D sẽ có mức giá là 19 triệu đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay em sẽ đao mức giá vô cùng tốt để quý vị và bạn có thể giao lưu chiếc đầu CD Marantz 16D với mức giá là 17 triệu đồng, rẻ hơn 2 triệu đồng so với bình thường, và mức giá cực kỳ tốt, ưu đãi cho quý vị và bạn giao lưu tại Viettel Radio. Sản phẩm Marantz 16D hoạt động hoàn hảo luôn, hình thức đang còn rất là đều, rất là đẹp để anh em có thể giao lưu và cân đối sử dụng chiếc đầu Marantz 16D hiện đang có hàng tại Viettel Radio. Đó, đây là phía sau máy thì quý vị và bạn có thể kết nối input ở đây là một hoặc hai, một tương ứng với lại coaxial và hai tương ứng với optical. Và quý vị và bạn có thể quan sát thấy ở phần analog out thì em nó có một cái đường là đường RCA và đường ba lăng cho những cái thiết bị cao cấp hơn, và chúng ta có dây nguồn rời. Và tất nhiên dòng đầu này thì sản xuất tại Nhật Bản, sử dụng nguồn điện 100V và có công suất tiêu thụ là 16W. Đó, đây là một chiếc đầu có màu sliver ánh vàng, vì vậy nên có thể phối ghép được khá nhiều dòng âm ly, các dòng âm ly đời mới sliver hoặc là các dòng âm ly mặt vàng gold thì đều phối ghép được với chiếc đầu CD này rất hợp lý. Và em nó có size lớn, vì vậy nhìn nó sẽ dày dặn và khỏe khoắn như quý vị và bạn. Kết hợp cùng các dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Marantz, Luckman hoặc là Aquay thì đều phù hợp để quý vị và bạn kết hợp. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và bạn có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển, còn có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.